Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình phiên bản hoàn hảo. Một sân chơi dành cho những bạn yêu âm nhạc, một sân chơi dành cho những cá tính, những sáng tạo. Và nếu như các bạn nào có thể làm mới lại những ca khúc của những ca sĩ nổi tiếng, những bài hát hit một thời, và càng độc đáo, càng hấp dẫn bao nhiêu thì các bạn sẽ càng có cơ hội nhận được số tiền thưởng của chương trình trị giá là 50 triệu đồng. Yeah! Và thành phần ban giám khảo của chúng ta thì mỗi tuần đều có sự thay đổi rất là đáng yêu và dễ thương. Ai đổi đổi chứ hai cái con người này sẽ không bao giờ thay đổi. Đầu tiên là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Lấp lánh, lóng lánh, lung linh và long lanh, đó là cô ấy. Nhưng cái người ngồi kế bên cái cô nàng lóng lánh bữa nay cũng lộng lẫy không kém. Chàng trai nhân mã, Thanh Duy. Bởi vì hôm nay Thanh Duy xuất hiện với một bộ trang phục rất là ngọt ngào, dòm như là một cái bánh kem muốn nhào xuống ăn ghê vậy đó. Từ trên xuống dưới là màu hường. Thôi nha, bỏ qua ý định đó đi nha. Không có đâu, biết là hôm nay Thanh Duy ngồi kế Mỹ Tâm đó, cũng là một trong những thần tượng của em đúng không? À. Em đặt mai đồ mới để ngồi thì kế đó. Chị Tâm này đó. Tặng cho người ấy một món quà gì đi. Em xin tặng cho chị và anh Dũng, tặng anh Dũng ké. Và chuyện như chưa bắt đầu mà em tự viết lời tiếng Anh. À, ok. Easy and after. Đúng quá. Gì đâu rung em, đừng gì đâu. Không mấy gì nè, bây giờ em núp sau lưng anh đi, em hát là anh nhép miệng. À, em chỉ có được 3 giây để tỏa sáng chứ mà thần tượng em thôi. Dạ, rồi 1, 2, 3, tỏa. In the end of the time we belong together is all over. Something unsure comes to my mind. Winter covers on the line. It's too late to get back there, cause I was so wrong in commission. I cannot even say the word. Can't stop moving to tears. I need you so much from my broken heart. Destiny really bring us apart. Being without you make me scared. Oh darling, I don't dare. You can see the sea and told story. That I know leads to mystery. Oh, the flower all start to freeze. And not for you and me. Đó là chuyện như chưa bắt đầu phiên bản tiếng Anh được sắp về mở clip Mỹ Tâm coi lại. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, thưa quý vị, vòng thể hiện. Trong phiên bản hoàn hảo của chúng ta sẽ có 4 thí sinh cùng tranh tài. Ở vòng 1 này, chúng ta sẽ xem một cái đoạn clip giới thiệu về từng thí sinh.
Lúc đó thì các vị giám khảo sẽ đoán xem là những thí sinh này hát dòng nhạc gì, thể loại nào là cái thể loại sở trường của họ. Sau 4 thí sinh, giám khảo nào mà có sự lựa chọn đúng nhiều hơn sẽ lựa được một thí sinh trong số 4 bạn ấy bước vào vòng trong. Còn thí sinh còn lại tùy thuộc vào 100 khán giả thì phim trường lựa chọn. Vì vậy là cả 4 giám khảo hãy cố gắng xem thật kỹ cái đoạn clip và phân tích những cái tình huống, những cái chi tiết từ tóc, tai, quần áo, nhẫn, dây chuyền, cà rá, bất cứ một cái gì có trong clip đó phải dựa trên đó để mình phán đoán xem thí sinh này thuộc dòng nhạc sở trường gì nha. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem thí sinh đầu tiên. Rơi nhẹ mang đi hết biết đâu anh sẽ quên đi em quên đi anh em chặt đôi bờ mi nhưng sao anh không thể điều khiển nổi tâm trí em liệu có biết đôi chút sự ích kỷ đã ăn sâu trong con tim anh lúc mới yêu và mỗi khi dù khoảnh khắc này hy vọng nay như lời điều kéo thất bại và đôi mắt kia như vừa đi sự ảnh hưởng của bài hát anh viết cho ai để khi em ngoảnh lại thì ý kiến của Dũng sao, Dũng phân tích như thế nào với cái clip này? Hả? Nhạc pop. Thì thật ra là nếu mà một nam một nữ đó, rất là dễ pop. Pop thì dễ hát hơn đúng không? Để em suy nghĩ em nhớ lại mấy lần trước mà nam nữ hát cái gì ta. Hoặc là em cũng có hay thấy nam nữ hay song ca mà acoustic với nhau. Cũng được. Thì thật ra nếu mà giờ phân tích sâu quá thì cái gì cũng có trời. Nói chung là em đoán đi Duy, em đoán đi Duy. Chị đoán gì em đoán đó được không? Có được không ạ? Cái này là thần tượng quá rồi. Đây được, là... nhưng mà tao đánh giá cái cá tính của mình. Đúng rồi đó. Người có ta gì quánh... đâu, hôm nay hôm nay quyết định không có cá tính gì cả. Thế thì chị em mình cùng phân tích đi. Rồi, ok. Cái nhạc hồi nãy là nhạc... nó hơi R&B ạ? Hơi chút xíu. Mà các bạn này có vẻ những người underground. Đúng không ạ? Chị thì cũng không thấy underground lắm đâu. Nhất là bạn bé gái á. Tại sao ạ? Tại vì thấy cái miệng hát hơi điệu. Bộ underground là không được điệu ạ? À? Chị thấy là nó phải hầm hố một chút xíu. Lại quá, như thế nào ạ? À? Vậy anh muốn làm sao? À, thế ý chị nói là thường thường á, underground là các bạn nó phải hơi hầm hố một chút xíu. Hoặc là hát nó phải mạnh mẽ hơn. Còn bé này nó hơi điệu điệu. Nhưng mà cho em hỏi là cái clip này có đánh lừa mình đúng không ạ? Không. Không ạ. Sao lừa? Quá lừa. Vậy em sẽ nghĩ về cái ý đầu tiên mà em tới với em là acoustic. À, thôi bây giờ Duy là acoustic rồi đúng không? Anh thì chắc anh nghĩ tránh bóp. Anh pop. Nghĩ chắc dance cái nó thấy tóc dance vàng đồ kiểu vậy. Ủa nhưng mà thắt bóp cũng có thể tóc vàng vậy kìa, ngồi kế bên Dũng đó. Rồi. Nhưng mà đó mình muốn tránh cái bóp đi. Tránh sao tránh được chi? Nếu mà là mình đoán bóp thì cũng có thể là bóp. Nhưng mà mình muốn nghe cái khác. Muốn nghe cái khác. Rồi em thì không, bạn này thì không hát hip hop được rồi. Thấy cảm giác nó không có vô nhìn lắm. Nhìn thấy hai bạn này có vẻ nhẹ nhàng lắm. Dạ. Không có nổi hầm hố lắm đâu. Hoặc là hai người này nhìn dịu dịu vậy nè, cũng có thể là bolero. Dạ đúng rồi. Anh cũng có thể dân ca. Thôi anh chọn dân ca đi. Nhưng mà nghĩ khó mà dân ca. Tại vì mới bắt đầu chương trình mà dân ca. Tóc vàng như vậy thì cũng khó để hát dân ca. Bolero cũng đúng á. Em cũng nghĩ là bolero á. Bolero đi. Dạ, bolero đi. Vậy thì Duy có quyền thay đổi không? Ồ, được đổi à. Hả? Chưa tốt mà. Thôi vậy bolero đi. À. Bolero nhanh. Acoustic đó. Duy sẽ là bolero. Thôi em nghe anh Dũng với chị Tâm đi. Thì các Duy em đúng là bữa nay em không có cá tính đó Duy. Em nói là em không có cá tính mà. Gió chiều nào hay chiều đó. Hiểu không? À. Không có cá tính hay thiệt á. Bây giờ anh hỏi lần cuối nè, em là cái gì? Gì ạ? Acoustic. Acoustic. Rồi, acoustic là Duy, còn Mỹ Tâm. Thôi em vẫn chọn dân ca đi. Dân ca hả? Dạ, dân ca. Còn Dũng ca đương đại rồi, dance rồi, dance chắc chắn vậy luôn đúng không? Đương không đại, thay đổi đúng không? Dạ, đương đại nha em, đương đại nha, đương đại. Dạ thưa quý vị, tôi đã cố gắng đưa các vị giám khảo đi vào một cái hướng nó đúng hơn, một cái con đường sáng. Nhưng mà anh nghĩa là biết thôi kết quả hả? Biết. Ủa? Biết hết á. Ồ, giám bộ đó. Năm ăn năm thua thôi. À bây giờ Thanh Duy sẽ là acoustic. Acoustic. À, Mỹ Tâm sẽ là đương đại và Quang Dũng sẽ là dance. Chúng ta sẽ cùng xem phần trình diễn của hai bạn trẻ này nha. Rồi xong. Gì? Rồi tre nướng về sờ chứ. Ngày hả? Em rồi dân ca rồi. Rồi. Rồi gì các kiểu vậy đó. Các quay qua cái chữ này không quy nè. Đám cưới về trên đường. Trời ơi, buông quy tân hôn luôn kìa.
người ta. Dance. Giờ anh đã là vợ người ta, em cũng là vợ người ta. Ha 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 ha. Em sợ. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you. I don't wanna be needing your love, just wanna wow. deepen your love. Wow. And you're killing me when you're away. Oh, baby, I just wanna be with you. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready. Cảm ơn em nha. Mời hai em đến đây với anh. Rồi ơi, hạnh phúc không? Hạnh phúc vì hai đứa cưới nhau hay hạnh phúc đứng đây hát cho mấy anh chị đây nghe? Dạ, có rất là nhiều lý do mà để hạnh phúc. Thứ nhất là được trình diễn và được hát cho tất cả những người, mọi người xung quanh và thể hiện cái niềm đam mê của mình. Thứ hai là chắc là vì bài hát.
Di và hát, được hát kế cô gái dễ thương vậy nữa đúng không? Trời ơi, mọi người có cảm giác giống Nghĩa không? Làm như hai cái này trời sanh ra một đôi hay sao á. Vậy bây giờ mình chơi mình đoán đi, đừng đoán giọng nhạc nữa. Đoán hai bạn này có yêu nhau thiệt không? Ủa hai em có yêu nhau không vậy? Không. Có không? Biết rồi. Hai em tên gì nè? Dạ em là Ngọc Tâm và... Dạ em là Đoan Trang ạ. Rồi hai đứa em là bạn như thế nào với nhau? À, dạ bọn em chơi chung một nhóm. Cùng quê? Dạ, chơi học, chung, học nhóm chung trường, học chung câu lạc bộ. Câu lạc bộ luôn, dạ. Vậy là biết nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm. Một năm rồi hả? Tới một năm lần đó hả? Vậy mà chưa cưới nhau tiếc ghê không? Đó thời không, không giờ. Em thấy là hai bạn này nhiều khi có khả năng tương lai là yêu nhau lắm á. Nó thiệt, trời ơi hai cái mặt này mà cưới nhau về nha là phồn vinh lắm luôn á. Thôi, nói chơi với các em một chút thôi, giờ thấy hai đứa hát dễ thương mà mùi mẫn quá, hợp rơ hợp ý, lên vợ mặt tròn quay y chang nhau nữa. Anh nên hỏi kỹ chút xíu vậy thôi. Đó, bây giờ mình nghe nghe anh chị góp ý nha, muốn nghe trước. Dạ, chắc là muốn nghe chị Mỹ Tâm tại vì tụi em cùng quê. Cùng quê với lại chị. À, Đà Nẵng rồi, biết nghe giọng mà biết. Xin mời Quang Dũng. Trời ơi. Để cuối cùng cho nó quan trọng, em hiểu không? Đó. Vậy hỏi tại chi? Nãy tao đoán bóp là đúng rồi, nhưng mà tao tránh đi đó. Tránh đi thôi. À, thật ra anh nghĩ hai em có giọng hát tốt, rất là hòa quyện với cái bài hát này. Về tức là khi em hát thì anh cũng không nhớ rõ cái bài gốc nó là cái tiết tấu nó như thế nào, nhưng mà gần như giai điệu cũng không có thay đổi. Tức là nó quyện tới mức độ anh nghĩ các hình như bài gốc nó cũng kiểu như vậy. Dạ không, bài gốc nó vui nhộn hơn. Nhưng mà thật ra Bruno Mars nó cũng làm những cái bài hình như cũng là có một cái version kiểu piano kiểu như được. Vậy bài gốc thì nó có hơi có chất rock trong đó nữa. Cái mà anh ngạc nhiên nhất á là không hiểu tại sao hát bài này mà mặc đồ và dàn dựng vậy thôi. Ý anh á, cái bài tại sao em muốn đổi nó về truyền thống, cái muốn lừa khán giả, lừa giám khảo ra giống ôi trời ơi hát dân ca rồi chị Tâm đó. Đúng rồi, ai ngờ đâu sai. Cái bài hát này á thì các bạn vẫn có thể mặc vest và mặc sare cũng được đúng không? Rồi khói nặng thói trắng bay là cái đây rất là đẹp mà chuyển qua đám cưới miền quê. Mà hát nhạc nước ngoài tại sao vậy? Đây là ý đồ của em hay là của ban tổ chức chương trình đưa ra? Dạ, ý đồ này thì có một phần của em và một phần của ban tổ chức. À, vậy là em có góp phần với ban tổ chức lừa mọi người đó hả? Cảm ơn Quang Dũng. Mời Thanh Duy. Dạ, hay. Em ơi, biết là em ngồi kết thần tượng em khớp. Mình nói chứ có tâm một chút em nha. Chứ không thể nói chữ nói gì có được. Có tâm xíu hả? À. Theo như chị Tâm nghĩ thì... Quá. Giọng bạn nam rất là hay, giọng bạn nam bay và nó không phải là một loại giọng dày nhưng mà bạn xử lý bạn hát bay lắm, em nghe em thích lắm. Thường thường trong những cái bài hát á, những cái đoạn B là những cái đoạn mà người ta dễ nhớ nhất, những cái đoạn điệp khúc á, em hiểu gì không? Dạ đúng. Là sẽ làm cho người ta dễ nhớ nhất, và ngay cả cái bài Sugar của Maroon 5 cũng vậy, là cái bài đó là nó sôi động và nó làm cho người ta nhớ nhất là cái đoạn B. Thì chị thấy thì hai bạn này hát là rất là nhẹ nhàng, có một cái tiết mục nhẹ nhàng, tình cảm vừa phải. Thật ra một bài của Bruno Mars, bài Will You Marry Me là đã hay rồi, không cần phải mashup nhiều vô làm gì. Nhưng mà nếu tụi em mashup thì chị nghĩ rằng là tụi em lấy một cái câu nào mà nó quen thuộc hơn nữa mà ai cũng biết á, thì người ta mới hiểu được cái ý của tụi em. Người ta sẽ wow. Bạn hiểu ý chị không? Chọn cái chỗ này nhưng mà nè. Về, okay, đúng không ạ? Nhưng mà về phần hát thì chị thấy là hai bạn hát rất là tốt và rất là dễ thương, nghe rất dễ chịu, không có bị cố gắng quá, không có làm cho người ta cảm thấy mệt hay gì cả. Nên là chị khá là thích cái bài hát của tụi em. Rất là cảm ơn em, cùng với cái dàn dựng này thấy cũng vui vui tay mà không? Tay nhưng mà đám cưới Việt. Kiểu vậy thấy cũng hay. Cảm ơn em, chúc mừng hai em nha. Cảm ơn các vị giám khảo nha. Cảm ơn hai em. Và với tiết mục vừa rồi thì ba vị giám khảo chưa có điểm. A hi hi. Bây giờ thì mình xem tiếp thí sinh thứ hai sẽ là gì đây, sẽ là như thế nào. Mời tất cả mọi người cùng hướng mắt về màn hình và xem tiết mục này. Người hãy mặc em đi, mặc em với nghĩ suy rằng anh hết yêu, anh hết thương em mất rồi. Người hãy để em đi. Thấy cô này đẹp không? Em thấy chị này khắc khoải. Có cảm giác nhìn như cái giọng khắc khoải thôi em ơi, với cái mặt chị thấy cũng bình thường mà. Em thấy đâu mặt có bị khắc khoải đâu chị. Thấy mặt chị buồn buồn. Không có khắc khoải lắm. Buồn ai rồi hả? Không phải. Ý em là
chị có cảm giác nhìn chị em lại tưởng tượng ra chị Phương Thanh. Hả? Phương Thanh. Ý em nói rock hả? Dạ. Không mà chị Phương Thanh rock, pop rồi bolero rồi dân ca gì có đủ hết. Có mà chị cũng hợp hát bolero nữa. Vậy cuối cùng là sao? Em nghe anh chị nói trước em chọn. Trời ơi. Chị tao nói chị giữ em quá nè. Em muốn chết. Thôi dạ, thôi để chị nhẹ nhàng. Hôm nay chị mặc đồ này là em biết rồi. Chị đàn ông quá mà. Theo em thấy chị này sẽ không hát nhạc chậm chậm vậy đâu. Phải hát một cái gì đó nó mạnh mẽ. Em là anh gì vậy Duy? Mạnh mẽ, ví dụ như là dân ca đúng không? Dạ không. Em nghĩ là em nói đúng. Rock. Tại vì khi mà nhép theo cái miệng em để thấy không? Không khớp. Đúng rồi, có nghĩa rằng là chị này chị hát chậm không có được. Có nghĩa là chị phải những bài tiết tấu. Đúng rồi. Ôi chúng ta là tâm linh tương thông. Chị ơi, hay đó. Là chị ấy hát opera. Khó quá. Em chỉ cần rock mà em trúng rồi, em đừng có thêm vô nữa. Ừ. Thêm vô cái tự nhiên nó sao. Rock phải không? Em hả? Em cũng nghĩ là nên chọn có tiết tấu. Thì bạn này có thể là jazz chẳng hạn. Jazz cũng jazz. Cũng vui. Nữa. Em muốn chọn jazz không? Chọn không ta? Chị đổi cho em đó nếu thôi, muốn. Em giữ đi. Mình nghĩ chắc không pop nữa đâu. Đúng không? Yeah. Chắc chắn không pop nữa rồi. Có tiết tấu gì đó. Dân ca. Hay là bolero. Không, bolero không phải đâu. Mặt nó không phải bolero. Đúng rồi. Phải điệu điệu bạn đó. Này, kể chân mày cũng đậm nữa, thấy không? À, mình thấy không? Nghĩ bạn này cũng sẽ có một cái chất gì đây. Tiết tấu. Mình nghĩ có thể là dance. Mời, mời. Đó là sự lựa chọn của Quang Dũng. Dance, Mỹ Tâm. Thì sẽ là Jazz. Còn Thanh Duy, rock, rock, yes. Mời các bạn chúng ta hãy cùng xem phần trình diễn của cô gái này. Nữa vừa nữa, trời ơi. Cái gì? Mệt quá. Trời ơi, chứ bộ dừa dạo này nó rẻ lắm thì sao á. Không, lá dừa cũng là rẻ. Không, dừa cũng không phải là rẻ đâu nha. Nhưng mà chắc hôm nay là chương trình chúng ta có đặc biệt liên quan đến thế luôn á. Trời ơi, dân ca hả? Hoài. Em nói bolero á. Hoài. Hết. Đừng có quay. Quay hoài. Hết mà quay. Thần tượng của em. Xin lỗi quý vị, xin lỗi. Trời ơi, em nói thiệt nha. Ban tổ chức nha. Không phải dừa nó rẻ hay như thế nào mà làm quá đâu nha. Em không thích điều này. Trời ơi, quay mặc áo dài bước lên trên sân khấu với một cái áo màu hồng lẹ lẹt. Có lẽ đêm nay là giây phút vui. Cái luôn hả? Đừng hứa đêm nay mình sẽ cách rời. Hãy nói đi anh, ngàn lời tim muốn nói mà đôi ta chưa nói cùng nhau. Có lẽ đêm nay là giây vui rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi anh, ngàn lời trong tim chưa nói cùng nhau. Cùng níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn, cùng níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếc mãi hương dừa ngày mình có nhau, giờ đành chia ly hai đứa. Thời gian
bài này bài gì? Sao ta là kim anh? Bước mãi bên anh, trọn đời với ta. Một lần thôi, không trách than người ơi. Hết yêu mà sao chưa nói? Em ơi đừng chèo thuyền đi dội em ơi. Đừng chèo thuyền đi dội. Xuống đây với anh à, trời em. Ơi vậy cũng được nữa. Sao mọi người có nghe ra bài này là bài gì không? Sao ta lặng im. Đúng rồi phải... Sao ta lặng im của ca sĩ Hồ Ngọc Hà hát đúng trời không em? Trời đất ơi. Em tên gì nè? À, dạ em tên là My Anh. My Anh em đi hát là hát dòng nhạc bolero luôn đó hả? Dạ em hát bolero trữ tình. À tại sao em chọn bài hát này để em chuyển qua làm bolero vậy? À, dạ tại vì em cũng yêu thích dòng nhạc ballad nên là dạ em chọn bài nó cũng có kỷ niệm với em. À dạ. Kỷ niệm với em phải không? À, khi hát vô mùi quá trời mùi thấy điều muốn khóc luôn vậy hả? Này mời các anh chị nhận xét nè, áo hường góp ý cho áo hường đi. Không thể tưởng tượng được tại sao chị lại có thể là biến cái bài bản gốc của chị Hà Hồ là Sao Ta Lặng Im thành cái bài nhạc vậy luôn. Tại vì là dây cái melody hầu như là chị thay đổi lại hết. Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim, từng ngày trôi qua ta trong lặng im. Thì cái bài này cũng là một cái bài quen thuộc đó mà nghe xong là mình cũng không nhận ra được. Thì rõ ràng cái tiết mục của bạn mới chứng minh cho mọi người thấy rằng cái lời của cái bài hát này nó hợp với bolero giả mang thôi. Nghe là thấy nó phải là bolero luôn á. Bạn này hát cũng ngọt ha. Nghĩa là bước ra mình nghe bài này chắc là bài nhạc bolero xong rồi bạn hát cho nên là bạn thấy ủa vậy thì đâu có gì đâu khác. Giống như là bạn này bạn hát nhạc bolero vậy thôi mà. Thật ra thì em rất là sáng tạo để nhưng mà nó sáng tạo quá, nó khác quá. Thật ra cho nên là nó mình nghĩ là khi mình cover mình cũng phải nên giữ lại cái bản gốc một cái gì đó để người ta nhận biết cái đã. Ví dụ như một cái câu giai điệu nào đó có thể đừng có đổi giai điệu mà chỉ đổi cái kiểu cái nhịp hát thì nó dễ hơn. Nếu mà đang là cái chương trình đầu tiên á thì sẽ bất ngờ. À, nhưng mà cũng có nhiều bạn làm như vậy thì anh lại thấy là không quá khó nhưng và nó hơi thiếu cái gì đó cho người ta thấy một cái bài hát quen thuộc nó tốt hơn. Theo em thì mình làm một tiết mục để trình diễn thì cái điều quan trọng nhất là khán giả họ phải bất ngờ với cái điều đó và họ sẽ wow lên. Cái điều sáng tạo của chị là chị đã biến một cái ca khúc gốc thành một cái ca khúc mà
hoàng hồng như là không nghe là không biết là bài gì luôn. Nhưng mà đó thực nó lại là một cái điều giống như là con dao hai lưỡi vậy đó. Tại vì vì không nhận ra cho nên là khán giả không có wow lên là bài này nè, là cái bài đó đó, cái bài đó nó khác quá. Duy hay là gì nè, cái câu nãy em hát á, bây giờ cũng cái câu đó mà em hát thành cái kiểu bolero đi, tức là mình vẫn giữ cái giai điệu đó, mình chỉ đổi cái nhịp, đổi cái tiết tấu đó. Để thử bên nhau gì, bên nhau gì, bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim, cứ trôi qua ta trong ngần gì. Ví dụ vậy thì dễ Là một cái bolero thôi thì nó mới gọi là từ từ cái bản gốc này mình chuyển qua thành cái cách của mình. Còn đây là em phá hoàn toàn luôn, là nó không còn bản gốc nữa mà giống như em mượn lời và em làm ra một cái nhạc của cái đúng đó. Ý chị là vậy đó. Cảm ơn các vị giám khảo và cảm ơn em nha. Dạ. Cũng mang đến một tiết mục bất ngờ và thú vị. Không nhận ra luôn. Rồi cảm ơn em. Và với cái phần trình diễn vừa rồi cũng không có ai ghi được điểm hết. Cái này là sai thiệt luôn á, sai quá luôn á. Xa quá xa và không có điểm nào hết dành cho ban giám khảo ở cái phần vừa rồi. Và bây giờ sẽ là thí sinh thứ 3. Lần đầu tiên có một thí sinh nhí đến với phiên bản hoàn hảo. Em biết bé này. À, hát nhạc gì em? Nhạc thiếu nhi. Nhưng mà bản chơi được nhạc cụ. À. Và đó, nếu mà chơi nhạc cụ thì chắc là hát gì hay? Acoustic. Không, em nhớ phong cách bạn này cũng sôi động lắm. Acoustic. Chị chọn acoustic. Chứ giờ sao? Em nghĩ đi. Em thật sai lầm khi chỉ cho chị. Không. Chị không có chọn cái em chọn đâu, em lo. Vậy hả? Ừ. Thần tượng ấy làm vậy? Thần tượng là làm khác. Mà chị thậm chí còn phải đưa cho em nhiều manh mối khác nữa. Vậy chị cho em thêm manh mối đi. Ví dụ như em muốn là nói là bạn ấy tại sao không chọn acoustic chứ gì. Thì tại vì bây giờ bạn biết đánh đàn thì không lẽ giờ ra đánh đàn điện. Em thấy không? Phải đánh đàn guitar mà thùng thì nó phải là acoustic chứ, cho ta điện nó ra nhạc rock làm sao. Thì hôm nay chương trình cho mình xem một em bé với một cái tiết mục mà nó cũng hồn nhiên như nhảnh sôi động vậy, thì chắc chắn là bé ra đây trình diễn sẽ là một cái tiết mục nó khác, cái màu sắc nó khác, có thể là nó sẽ không sôi động như vậy đâu. Dạ. Sẽ là một cái dòng nhạc nó trầm lắng hơn. Hình như còn biết tự sáng tác nữa đó. Em đoán. Em. Dạ. Chị nói nghe nè. Dạ. Khi mà cái không khí với lại mọi thứ nó trầm lắng xuống đó, rồi em muốn nói một cái điều gì thì em phải nhỏ cái volume lại một xíu, phải không? Dạ, vậy chứ bây em giờ làm cho mọi người giật mình đó em. Dạ. Phải không? Vậy bây giờ cho em không khí trầm lắng lại được không? Làm lại. Rồi, làm lại nè. 2, 3. Lớn nữa lần. Không, cái này thì nó yên tĩnh quá em. Cái không gian này thì làm những người ta cảm giác bị run sợ đó. Rồi em nói đi, chị nhấp miệng giùm cho. À, ý của em đó là bé này sẽ hát dòng nhạc bolero. Hát rock á. Rock hả? Ừ. Hát rock đó là ý kiến của Duy. À, nhạc rock thì cũng hợp lý nhỉ. Ừ, nhưng mà chẳng lẽ mình chọn nghe chung với nó kỳ đúng không? Nói chung đi cho ba mình được điểm hết đi chị. Không em được ăn cả với này không? Chị đã nói một lần rồi, không là không. Tại sao? Vì mình nghĩ nếu mà có chơi nhạc cụ tại cũng có thể phân kỳ. Lâu lâu ba mình trùng cho vui. Tâm sẽ đoán là gì? Nếu mình đoán rock nữa thì kỳ quá. Đúng. Em nghĩ là bạn ấy sẽ... Anh đoán đi. Em thấy anh đoán phân kỳ là hay đó. Anh đoán phân kỳ đi. Phân kỳ. Tại vì thấy không? Thứ nhất là cái kiểu đó nó hợp với một cái em bé, nó cũng sôi động mà nó cũng không quá nặng. Không lẽ hãy im lặng cho chị Tâm đoán nè. Chưa đoán. Chị đừng làm em bất ngờ, ý đừng làm em hết hồn. Bây giờ hả? Thật ra là hai cái hướng này là hợp lý nhất, rốt là cũng đúng nè. Phân kỳ thì cũng được nhưng mà quá khó đúng không? Hơi khó xíu. Thôi em chọn acoustic đi. Acoustic, đó là ý kiến của Mỹ Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của cậu bé đáng yêu này nha. Trời ơi, có một cái bụng. Có một cái bụng thì cái người sẽ hát sẽ đứng trên cái bụng đó.
mà thường thường là có cái chân micro người ta là sẽ hát rock thì người ta có, có một cái piano rồi pop rồi về thương về sờ rồi chiến mà về thương rồi tới chết rồi anh có tiếp rồi chết rồi mặc dễ thương à. Every day my papa take me and tuck me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. Growing up with them was easy, the time just flew on by. The years began to fly, they aged and so did I. And I could tell that Mama, she wasn't well. And Papa knew, and deep down, so did she, so did she. When she died, my Papa broke down and cried. And all he said was, God, why not take me? Growing up with them was easy. Time just flew on by. The years began to fly. They aged and so did I. Growing up with them was easy. Time just flew on by. The years began to fly. They aged and so did I. I could tell that Mama, she wasn't well. And Papa knew, and deep down, so did she, so did she. When she died, my Papa broke down and cried. And all he said was, God, why not take me? Every day my Papa sat there in his rocking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my Papa said, son, I'm proud the way you've grown. I'll make it on your own. I'll be okay trai đã hỗ trợ cho bé. Trời ơi, cưng ghê không? À, cưng con ghê trai bao nhiêu tuổi, tên gì nè? Dạ, con tên là Nguyễn Minh Thiên Khôi, con đang 11 tuổi và học trường AS American International School. Ôi, trời, trời. Trời, trời mới 11 tuổi thôi hả? School. Đó. Con nói xong một chú hoang mang luôn đó. Nói chung là con giỏi quá con ơi, tại sao con lại hát một cái dòng nhạc mà chú thấy là những cái bạn trẻ cỡ tuổi con ít bạn nào lựa chọn lắm.
Dạ, bài hồi nãy là bài Papa của Paul Anka. Và bài đó thường thường cái bản original của nó là pop ballad và pop, mà con đã đổi nó thành jazz rồi. Tại sao, ý chú hỏi là tại sao con chọn cái dòng nhạc đó, trong khi ở tuổi con phát cái dòng nhạc nó sôi động trẻ trung, nhảy nhảy cầm cái đàn đánh đánh vậy nè. Dạ, tại vì con thấy nó hơi đặc biệt và con rất là thích hát những bài, con thấy những bài pop ballad chuyển qua jazz và mình feel lên rất là dạ hay. Ôi, mới có 11 tuổi thôi đó mà ông dễ sợ không? Rồi hỏi thăm chút, cái mái tóc này là ai chọn cho con vậy? Dạ, mái tóc này là ba và mẹ con chọn cho con. À, con có biết mái tóc này là người ta gọi là cái tên kiểu gì không? Dạ, người ta thường thường gọi con là bị cậu bé Maika. Đúng rồi, con có biết cái Maika là gì không? Dạ, là cậu bé từ trên trời rớt xuống. À, hồi xưa có cô cái phim cô bé từ trên trời rơi xuống, Maika. Tên là Maika để tóc kiểu này. Mà cái thời của chú Nghĩa lúc còn nhỏ đó là chú Nghĩa cũng để tóc này nè. Thành ra cái hồi của Nghĩa là cái thời phim Maika. Không, nhưng mà chắc cũng dễ thương. Anh Nghĩa để tóc hồi nhỏ cưng chắc lắm, cũng dễ cưng lắm. Nãy Duy đoán gì vậy? Dạ, nó nhạc rock. Nó nhạc rock. Con có hát rock không con? Dạ, con biết hát nhạc rock, nhạc pop ballad, nhạc R&B và nhạc jazz và nhạc country blues, rock and roll. Tại sao con không hát rock để cho chú thắng? Con hát cái này làm gì? Không hay mà, hát này hay hơn rock. Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Người ta đang chờ đợi những cái tiết mục như thế này nè. Hay mày có jazz rồi này nọ vô chứ. Không, thật ra thì bé cho mình một cái rất là thú vị, một cái niềm tin là một cái thế hệ trẻ. Thật ra phải từ trẻ từ đây, mình nghĩ sau này mới hát những cái dòng nhạc này nhiều hơn. Chứ thật ra thế hệ lớn hơn là lại khó. Tại vì thật ra các bé giờ cũng được học trường quốc tế, được tiếp cận hay là những cái trường nhạc mới đây á, thì rõ ràng là cái hình ảnh này là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là tự hào của một cái tương lai của âm nhạc của mình. Nếu mà cho dù có theo nghề hay không theo nghề, chỉ để vui hay dừng lại, thì chúng ta tin rằng cái thế hệ sau này cũng là cái thẩm mỹ âm nhạc nó cũng tiếp cận tốt với thế giới hơn. Thì rất là thú vị, rất là hay. Chúc mừng con. Còn chú Di sao chú Di? Ngoài cái sự tiếc nuối là không hát rock ra thì còn gì để nói với bé nữa không nè? Thực ra là em thấy thì đúng như anh Dũng nói á, là những cái bạn trẻ như thế này và bạn đã tiếp xúc với cái nước nhạc nước ngoài từ nhỏ như thế này, sẽ cái tư duy của bạn cũng sẽ khác. Giống như em của em cũng vậy, nó nghe nhạc Mỹ, US UK từ nhỏ, cho nên là cái tư duy nó khác em hoàn toàn. Em thì sớm lắm. Mà không, cái đó không cần nói, biết rồi. Dạ. Ai cũng công nhận. Thấy nguyên bộ đồ hường từ đầu xuống dưới là biết rồi đó. Rồi nói tiếp đi, đừng có quê, mặt quê kỳ quá. Mặt quê kỳ. Tiếp đi. Thôi không biết nói gì rồi. Người đi trước nói cho thế hệ tương lai mấy bé nó nghe. Tiếp lời của Duy thì đúng cho rằng chị là cướp đó. Đúng là phải nói rằng là mình rất là thích, cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Và cái cách diễn nó hồn nhiên lắm. Và nó làm cho mình cảm thấy rất là thích thú khi nghe. Và thậm chí là khi xem nữa. Cô nghĩ là con là một người rất là sáng tạo và rất là có tiềm năng. Nếu con thật sự mà muốn đi theo cái nghề này, con có biết là con dễ thương lắm không? Dạ, con cảm ơn cô Đồng. Nhưng mà con rất là dễ thương luôn. Mà cô không biết rất diễn tả. Rất là nghệ sĩ đúng không? Rất là cô không diễn tả mà được cái sự dễ thương của con như thế nào luôn á. Cảm giác cái là hay của thích đều á. Nói chung là con thích con đều á. Từ trên xuống dưới á. Cảm ơn bà vị giám khảo. Cảm ơn chú Dũng và cảm ơn chú Thành Duy. Cảm ơn con. Và với tiết mục vừa rồi thì ba vị giám khảo chúng ta trắng tay, không ai có điểm hết. Trời ơi. Còn một lần cuối thôi nha. Thanh Duy ơi. Dạ. À, em coi chừng em coi là người lập kỷ lục đầu tiên đó. À, vậy là sao? Em đến với chương trình mà sao không có điểm cả nào em ấy. Chủ lẫn khách đều không ai có điểm hết là sao? Chúng ta sẽ đến với thí sinh thứ tư. Biết nữa hả?
coi vậy? Em có đi coi bạn này hát ở quán cà phê một lần rồi. Đây là một nhóm nhạc 4 người nha. Em nghĩ là chắc họ chơi acoustic. Em không chắc thôi nhưng mà em nghĩ vậy. Rồi. Acoustic đúng không? Có nghĩa là bạn Duy đã biết được bạn ấy rồi, đã nghe hát rồi. Vậy là gì biết để hết trơn mà đoán chặt hết trơn. À kỳ. Giờ đoán đi. Acoustic rồi. Acoustic. Bởi vì Thanh Duy đã từng xem bạn ấy hát ở quán rồi cho nên Duy cho rằng acoustic. Anh cũng mong em trúng á nha, chứ không mình chặt hết rồi mà nó cũng kỳ á, mong trúng. Không, lần này là ba người đoán thế nào cũng phải có một người trúng để lấy danh dự chứ. Em trúng thì cũng tốt, anh Dũng trúng cũng tốt, chị trúng thì tốt hơn. À thấy chưa? Tôi biết mà, tôi biết thế nào cũng sẽ kết bằng cái câu nói đó thôi. Nhưng sao mà ạ? Mình có sai thì cũng chẳng sao. Chỉ cần một người trong chúng ta trúng là mình đã cảm thấy mình khác đi rồi. Khác như thế nào ạ? Khác so với cái lúc mà chưa có điểm đó. Đúng, khác hơn cái lúc mà mình không có điểm nào. Hai, để em chọn gì? Anh chọn gì vậy? Anh cũng nghĩ Ben chắc rock hay là acoustic. Ba là reggae. Rồi, ba đứa mình ba cái đi. Rock thì cũng phần lớn là rock. Cũng rồi. Có thể acoustic. Reggae. Thì thôi, bây giờ thì các bạn đã đoán như vậy rồi thì tôi cũng chỉ biết cười thôi. Trúng sao rồi, giờ? Trúng rồi, nhìn cái mặt đơ đơ là biết mình trúng rồi. Thì có thể hiểu theo hai cách đúng không? Một là các bạn trúng rồi tôi bị quê, tôi bị đơ. Còn không là trời, vậy mà cũng đoán. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem phần trình diễn của nhóm nhạc này nha. Trời ơi, em ơi. Trời, em mong có một cái micro rồi. Hả? Có một cái trống lên rồi. Rồi, em rồi. Em là sao? Em chủ rồi. Rồi, giờ em thấy guitar điện đồ này nọ em biết rồi ha. Anh đâu cần trống đó đâu. Thấy không, có guitar điện rồi cưng ơi. Chết em rồi. Không, nhưng mà có trống là tôi không có đánh acoustic đâu. Oh, first kiss, you make me happy, you make me crazy. Này em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Vì em từ đâu về đây vừa hay lòng ta thức dậy. Đường cong em đây mà.
các em, cảm ơn các em nhiều nha. Cảm ơn các em trong ban nhạc nha. Các em có thể lên đây đứng cùng với bạn mình. Các bạn thấy thế nào? Chứ tôi thấy rằng đây là một tiết mục đầy sự mâu thuẫn và nghịch lý. Dầu đen, đường cong. Cũng công anh, cũng công mà. Thì người ta công vô, đằng này bắn công ra cũng được đúng không em? Quá miễn sao hay, luôn. Vui là được rồi. Đó, mình tên gì, nhóm mình tên gì, giới thiệu cho mọi người nghe nè. Dạ, em tên là Bảo. Nhóm của em thì đi hay đi hỗ trợ em đi hát ở ngoài. Lấy tên em. Bài này là hơi rock đúng không em? Rock đúng rồi. Nó sao? Đoạn dạ, đầu? Bài này thì cái đoạn đầu là tụi em có chơi một chút tango. Nhưng mà đốt em vô thì nó là shuffle. Điệu nhạc tên là điệu shuffle. Thì khúc sau thì em có up tempo lên thành rock. Cho nó sung sung một chút xíu thì nó gọi là rock. Cũng có gọi là rock trong đó. Cái tango thì chị không bàn, tại vì cái đó là mở màn và vui thôi. Bảo thôi. Xong rồi giả bộ hát ở first kick đồ giống như là đính lừa ghi là tưởng đâu á khoái lắm không đi qua làm bị hụt hẫng hơi hẹ. So với bản gốc á thì chị thấy bài này nó cũng là một bài sôi động rồi. Cái bài gốc của chị Thu Minh cũng là một bài sôi động rồi đúng không, thì chị đang chờ đợi là Bảo sẽ làm khác cơ. Bảo sẽ làm nhẹ nhàng cơ, theo như cái kiểu múa nó đúng hơn là cái kiểu hát. Ví dụ không, múa nó sẽ nhẹ nhàng ra jazz nhẹ nhàng hay là sexy mà nó nhẹ nhẹ. Vậy hả chị? Người ta làm cái kiểu gì chỉ có Bảo mới làm được thôi, em làm nó kỳ lắm gì. Tưởng tượng như cái dáng của em mà em hát cái gì nó nhẹ nhàng mà em đứng một chỗ thôi. Mà em hát đó nó không, thật ra chỉ cần đứng thôi, xong rồi em hát cái giọng em cất lên rồi nọ thì chị nghĩ nó sẽ hấp dẫn hơn là một cái bản phối như thế này. Thế chị là chị nghĩ vậy thôi, nhưng mà cũng có thể là hoặc là cũng có thể chị nên chọn bài khác chẳng hạn. Ví dụ nhóm mình là chuyên về rock đúng không, hay là acoustic gì đó, thì mình có thể chọn một cái bài nó khác hẳn màu sắc luôn để mình làm lại, thì chị nghĩ nó sẽ mang cái tính hấp dẫn hơn nữa. Nhưng mà giọng em thì hát này rất là tự tin mà kiểu là có giọng rồi, cho nên là chị cũng rất là cảm ơn em đã tham gia chương trình này. Anh thì anh cũng rất là thích cái ý đồ này. Thật ra thì một bài nhanh cũng không nhất thiết phải chuyển hẳn đi, chuyển tí xíu cũng ok. Anh cũng thích cái ý tưởng em hát nó, cái bài này nó gọn hơn, nó kiểu nó nam không tính hơn chứ nó không kiểu điệu điệu giống như cái bản gốc. Nhưng mà nếu mà mình thí dụ mình có thời gian hơn, mình tinh hơn á, có nhiều thì anh nghĩ hát cái kiểu của em nó gọn và nó cái nốt nó hơi ngang ngang á, nó cũng rất là thú vị. Nhưng mà nó đều hết nguyên bài á và nó liên tục, người ta nghe nó cũng mệt. Một mà nó phải cái quãng của em nó phải cách xa nhau nữa, cái đoạn mà đều đều thấp xuống nữa, là đoạn bắn cao nữa thì nó sẽ thú vị cái bài hơn. Thì anh nghĩ nếu chỉ cần thêm thời gian và thêm suy nghĩ tí xíu đầu tư nữa thì cái bài này sẽ thú vị hơn. Em có thể lý giải một xíu về cái ý kiến của anh Dũng, tại vì các bạn này thì em có, giống như em nói, em có đi coi các bạn hát ở các quán cà phê và các bạn hát rất là máu, và thường là những cái khách ở đó thì họ có thể đứng rồi họ nhảy nữa, cho nên là khi mà các bạn hát những cái bài như thế này á thì họ thường nhịp nó dồn để cho mọi người là không có bị gãy, mọi người sẽ không có bị đang vui mọi người bị xìu, tuột xuống, cho nên là lúc nào các bạn cũng giữ cho bắt đầu mấy bài đầu những cái bài bạn màu thôi, sau đó những từ những bài sau là các bạn sẽ hát những cái ca khúc như thế này để mà giữ cho cái không khí của cái khán phòng nó được sôi động. Nhưng mà Thanh Duy chỉ nhắc Bảo một xíu thôi, là khi mà em bị sung á em sẽ không có điều khiển được cái giọng của mình, cho nên hồi nãy anh có nghe là một tí xíu bị rớt nhịp, một tí xíu bị không control được cái cao độ, và nó làm bị giống như anh Dũng nói nghe bị mệt, là tại vì em không giữ được những cái đó, em bị hụt hơi, cho nên là nó làm cho bài nó không có được hoàn hảo. Thì đó là một cái nhận xét của anh. Cảm ơn ý kiến từ các vị giám khảo và cảm ơn các em nha đã đến với chương trình hôm nay. Như vậy là với cái mục cuối cùng này thì may sao nửa bài sao các bạn ấy chuyển qua chút rock. À. Không, nhưng mà rock cũng là phần lớn rồi anh. Một điểm dành cho Quang Dũng. Mừng quá. Vậy là chỉ có một mình Quang Dũng là được đưa ra sự lựa chọn của mình. Chọn một bạn trong số 4 thí sinh vừa rồi để bước tiếp vào vòng trong. Bây giờ mời Quang Dũng bắt đầu suy nghĩ lựa chọn nha. Thank you.
Giám khảo Quang Dũng đã có quyết định của mình, đèn dừng lại ở vị trí nào thì đó chính là sự lựa chọn của anh ta. Chuẩn bị nha, xem coi là Ngọc Tâm, Mi Anh, Thi Khôi hay là Gia Bảo được Quang Dũng lựa chọn đây. Bắt đầu. Rất nhiều sự đồng tình của các bạn phải không ạ? Đó là một cái điều mà chúng ta nghĩ là đương nhiên sẽ phải như thế. Không phải chỉ vì đây là một cậu bé 11 tuổi mà bởi vì tài năng thật sự của cậu ấy đã tỏa sáng trên sân khấu của chúng ta hôm nay. Và còn một tấm vé nữa để vào vòng trong và tùy thuộc vào sự quyết định của 100 khán giả có mặt tại trường quay. Các bạn chuẩn bị sẵn sàng nha. Chúng ta còn lại trên sân khấu Ngọc Tâm, Mi An, Gia Bảo. Ngọc Tâm với một người bạn nữ của mình là hát dòng nhạc pop ballad đúng không? Mi Anh với dòng nhạc bolero. Gia Bảo shuffle và có chút rock trong đó nữa. Xin chúc mừng Ngọc Tâm. Bây giờ thì mời bé Thiên Khôi nè, mời Ngọc Tâm vào trong để chuẩn bị cho tiết mục của mình. À, chúc mừng hai em nha. Gia Bảo, đến đây với anh nào. Mi Anh nữa. Rồi, cảm ơn các em đã đến với phiên bản hoàn hảo hôm nay hết sức mình luôn. Em, trước khi chia tay, em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người nè? Dạ, em rất là vui được tham gia chương trình vì chương trình em rất là thích cái format của chương trình cũng như là em rất thích ba anh chị ban giám khảo ở đây. Dạ, em cảm ơn mấy anh chị đã góp ý cho phần biểu diễn của em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho tất cả 4 tiết mục luôn. Và em xin được cảm ơn ban giám khảo cũng như là ban tổ chức đã có một cái sân chơi rất là thú vị dành cho tất cả những bạn yêu âm nhạc ở đây. Em phải nói là em thích chị Tâm. Cảm ơn em trai. Dạ, tại vì cái này không phải là cơ hội lúc nào mình cũng có, cho nên là lâu lâu chiếm sóng em phải nói. Em diễn ở đâu? Bình thường em diễn ở đâu? Dạ, bây giờ thì em ít đi diễn lắm chị. Khi mà có một cái format rất là thú vị như vậy và đặc biệt là em nghe nói là có chị làm giám khảo nên em đăng ký liền. Tại vì nếu mà mình có dịp nào mà chị được thì chị ghé xem em diễn. Chị diễn lại đi. Chị diễn lại liền đi. Có muốn ôm không? Muốn ôm không? Có. Lên đây. Tôi ngồi đây từ đầu mũi, có mũi chưa được ôm nữa. Tao ơi, em mà ké. Giờ ngồi lên. Thôi bà chúng ta ôm nha, ôm đi. Trời ơi, chúng ta, mang đến cho nhau niềm vui đi, ôm nhau. Trước như vậy được vậy ơi, vậy làm vậy không được. Duy nó nhờ. Chứ bây giờ còn gì thấy cái người kia chứ. Nó mời hai người đây nè. Nghĩa ơi, những cái ôm đã còn thơm nữa. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vậy tôi nói cuối cùng thì các ông bạn tôi vẫn là người tội nghiệp nhất. Ngồi đó, không ai biết xỉ gì hết trơn. Thôi được rồi Dũng, lát vô hung bạn. Cảm ơn Mi Anh, cảm ơn Gia Bảo đến với chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi tiếp theo, vòng thi thứ hai. Và vòng thi này, Thanh Duy, tập trung nha. Em sẽ phải bắt đầu thể hiện mình ở vòng thi này luôn đó. Em á? Chứ còn gì nữa. Ủa lúc nào em thể hiện rồi mà. Bây giờ mới là đúng cái phần em thể hiện nè. Hồi nãy là tự nhiên em chiếm sóng em làm chứ ai mời em đâu. Ủa. Trời ơi. Trời ơi, tôi biết giết ai đây cho hết tình hết nghĩa. Hay giết cái thằng đang đứng ở trên kia cho thỏa mãn cơn ghen. Còn bây giờ mình sẽ đến với vòng thi thứ hai, vòng tỏa sáng.
dài, thời gian mấy cho trở lại. Âu lo muộn phiền cho của riêng ai. Đừng bỏ lỡ giây phút này vì trái đất mãi quay. Hôm nay sẽ vội vàng vụt bay. Hãy tươi lên nụ cười rực rỡ như chưa một lần tan vỡ những ngây thơ, vỡ những giấc mơ để con tim đập nhịp rộn rã như bao ngày dài đau đớn hoang mang đã rời xa. Một ngày giấc mây thánh thời đưa tay chào niềm vui sẽ tới. I know sometimes you feel so tough, your soul is wet and you wanna give up. Don't do this and just do that. There's zero time to try your best. Dạ đúng rồi. Dạ, sáng tác của Đại Nhân và Thăng Long. À, chú cũng thấy con giống giống chú. Trời ơi, thấy sang bắt quạt. Ta đẹp trai vậy mà. Dễ thương vậy mà. Ủa, Duy có đẹp trai có dễ thương không các bạn? Thôi con hát trước nha. Ok. I know sometimes you're
các bạn. Coi xong hai phần trình diễn vừa rồi thì các vị giám khảo thấy thế nào? Mời Quang Dũng. Nghĩ là Thanh Duy sẽ rất là khó xử. Khó rồi đó. Bây giờ không cần nhận xét gì cả, chỉ cần máy quay hướng về Thanh Duy thấy cái độ phấn khích là biết hai cái tiết mục này như thế nào rồi. Thật ra anh thấy hai tiết mục đều quá hay. Thật ra thì hai em làm anh bất ngờ hơn. Rồi so với cái tiết mục hồi nãy thì rõ ràng bất ngờ và thấy cái nội lực và thấy cái giọng của mấy anh em rất là hay. Đúng rồi. Nó có một cái truyền thống của người miền Trung, người Đà Nẵng, cái giọng nó rất là tốt. Anh quá đúng luôn á. Không thiệt, cái đó là đi casting, đi chấm thi mấy cái cuộc thi hả? Còn bé thì anh nghĩ là không tưởng tượng được 11 tuổi đâu, nghĩ là phải là một người đã đi diễn nhiều năm, rất là trưởng thành, rất là từng cái bước đi, từng cái nó như là một Thanh Duy đã diễn nhiều năm rồi. Cũng rất là xuất sắc, cả hai bài đều nghĩ là quá khó chọn. Nếu mà Thanh Duy có thêm 50 triệu thì nên bỏ vô thêm đi. Thì nó xứng đáng hơn với cái sự nhảy nhót của em hồi nãy. Cảm ơn sự gợi ý của Quang Dũng nha, để Duy từ từ suy nghĩ tiếp về chuyện này. Giờ mời Mỹ Tâm nè. Em là em thấy là mình phải có những cái ngoại lệ, đúng không? Ví dụ như trong chương trình bây giờ hai cái tiết mục này nó đều xuất sắc cả, đúng không? Nó đều xuất sắc cả. Thì mình phải có những cái sự ngoại lệ, ví dụ không cần phải chọn một người đứng nhất mà cả hai người đứng nhất cũng được. Thay vì bình thường là nhất 50, nhì 10, thì đó giờ cộng lại mỗi bên là 30. Đúng đó. Rồi, giống kiểu vậy. Mà rõ ràng á. Mình nghĩ vậy đâu có chơi. Mình nghĩ giờ mình phải bù tiền vô nó mới ghê. Em bù cho. Wow. Nhưng mà thật sự là rõ ràng á. Cô nói thật là cô rất là thích con. Phải nói là cô nói thật điều đó. Cảm ơn cô Tâm. Cô muốn con đứng nhất lắm luôn á. Thật sự khi mà con diễn xong là cô thấy là cô quá thích con đi. Thật sự. Xong rồi đến hai anh chị này ra diễn thì cái điều mà làm cho cô cảm thấy vui là hai anh chị làm cho cô bất ngờ được. Đó là cái điều mới không bị lặp lại với cái mà hai anh chị đã làm. Nhưng cái bài phối của hai em cũng tốt nữa, làm cho khác với bản cái phối cái, đúng rồi, tốt. Nó làm cho mọi người rất là thích đó. Thì không, ví dụ như bài phối không lại là một chuyện khác nữa, nhưng mà hai em hát cũng tốt, vừa hát tốt và vừa bài phối nó cũng mới, nó làm cho mọi người cảm thấy rất là sung, rất là thích thú. Thì đó là cái điều mà Tâm nghĩ rằng là ban tổ chức nên suy nghĩ lại một tí xíu. Ví dụ vậy, nghĩa là cái chuyện tiền thì mình không bàn ở đây, nhưng mà vấn đề là nên chọn hai tiết mục đều thắng thì cũng là một cái cách mà Tâm nghĩ là nên có những sự ngoại lệ. Và nó rất là tốt cho show á, đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Đặc biệt, đó là vậy. Một cái trường hợp đặc biệt mà hai vị giám khảo của chúng ta đang gợi ý với chương trình đó. Mình sẽ bàn lại sau. Nhưng mà thật ra cái người quan trọng là Thanh Duy. Nhiều khi với hai bạn bên đây thì các bạn cho rằng hai tiết mục này như nhau. Với Thanh Duy lại có những cái suy nghĩ khác, Duy sẽ thích tiết mục nào đó nó nhìn hơn một tí. Đó. Chắc cũng không khác gì mấy, em cũng không dám khác. Duy ơi, đến cái giờ phút này thì mình nên thể hiện cá tính của mình đi Duy à? Bây giờ cũng cá tính nhiều rồi. Con rất là nghệ sĩ, bởi vì là khi mà con diễn á, rất là biết cái cách mà biểu diễn. Hai anh chị này không bằng. Hai anh chị này sung, sôi động, khuấy động được khán giả. Nhưng cái người nghệ sĩ á, là con. Và con có cái điều đó, nhìn con không ai có thể muốn rời mắt khỏi con được hết á. Bởi vì con... Cái thần thái con toát ra là mọi người phải nhìn thấy con, muốn được nhìn thấy con, muốn được xem con biểu diễn giống chú nhỏ nữa. Em có thể bớt cái chuyện đó không? Thiệt chị, hồi xưa em vậy đó, em hay tự ra đầu đường em hát hoàng tabu. Chú Duy nói đúng đó con, có nghĩa là khi mà xem con diễn á là mọi người muốn cứ xem con hoài thật sự, nên là con có cái gì đó làm cho mọi người cảm thấy rất là muốn nhìn, cái đó cái rất là quan trọng. Nhưng mà con có được đó là cái điều mà cực kỳ tốt, cực kỳ hay. Nhìn con giống như là chú bé lóc chắc, cái sắc xinh xinh á. Dễ thương, dễ sợ. Con cứ đứng đó hoài đi, cô sẽ nói hoài tới sáng vẫn được. Con cứ đứng đó là cô vẫn nói được. Hay gì đó. Tại vì bé con mới 1 tuổi à, và chắc chắn là vậy này chắc mình cũng sẽ làm nghề thôi. Chắc là gia đình cũng muốn con, ba mẹ cũng muốn con đi hát sau này không? Con dạ mà con cũng thích nữa con. Dạ con thích và con thích. Và con biết nói làm piano, guitar, trống và con biết sáng tác luôn. Trời ơi, biết quá trời nhiều. Vậy con giỏi hơn chú gấp 10 lần rồi. Nói chung là sau này nếu mà con có làm ca sĩ thì nhớ là con sẽ có một fan hâm mộ như là chú.
Dạ, con cảm ơn chị Thanh Nhi. Con cảm ơn bạn Mỹ Tâm. Cô đó nha. Chứ không phải là không có cô đâu. À, còn hai bạn, bản phối tuyệt vời. Cái người mà làm bản phối này á là cái người rất là nhạy với cái nhạc mới. Cái bản phối mà Thanh Duy hát hồi nãy là bản phối cách đây 4 năm hơn rồi, cho nên nó hơi chậm và nó hơi cũ. Và các bạn đã phối nó giống giống như Holla Back Girl đúng không anh? Bất công là nhạc sĩ phối giờ. Holla Back Girl, in the Holla Back Girl. Hát cũng rất là hay. Hát hay nha. Hát rất là hay, bè phối nọ kia. Và cái đoạn bạn nam hát lên cao, tới đoạn điệp khúc cao hơn nữa thì các bạn lại chuyển sang cho bạn nữ hát. Và bạn bè, và cái sự bè phối cũng như là cái sự kết hợp của hai người perfect, hoàn hảo. Perfect, hoàn hảo. Và cái cách các bạn khuấy động sân khấu, các bạn ra hai bên cánh gà, các bạn khuấy động mọi người lên và các bạn giao lưu bằng ánh mắt với mọi người, với Thanh Duy. Rất là khó để chọn. Thôi cho hai đồng giải được không ạ? Biết là khó, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho Thanh Duy một chút thời gian để bạn ấy suy nghĩ nha, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà cuối cùng Thanh Duy cũng phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Ngọc Tâm, Đoan Trang hay là Thiên Khôi? Tiết mục nào cũng hay, tiết mục nào cũng hấp dẫn, rất khó. Vậy thì Thanh Duy sẽ lựa chọn ai đây? Chúng ta hãy cùng xem nha. Bắt đầu. Giải thưởng 50 triệu của phiên bản hoàn hảo hôm nay sẽ dành cho thí sinh nào? Đoan Trang, Ngọc Tâm hay Thiên Khôi? Một cái sự ưu ái, một tình cảm đặc biệt. Các bạn đều là những người chiến thắng trong ngày hôm nay, Đoan Trang, Ngọc Tâm và cả bé Thiên Khôi. Mời ba vị giám khảo lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong phiên bản hoàn hảo ạ. Trước đây chưa từng có một cái tiền lệ nào như thế này cả. Vì thế, bây giờ thì bản giải thưởng trị giá 50 triệu đồng sẽ gửi đến cho tất cả các bạn ở đây. Thanh Duy, mời em cùng với Mỹ Tâm hãy trao cho các bạn ấy nào. À, con cứ gặp đi rồi chút nữa mình tính cao thì đó. Quả là một điều bất ngờ vô cùng trong phiên bản hoàn hảo ngày hôm nay thưa quý vị. Bởi vì tất cả các bạn ấy đều quá xứng đáng với những gì mà các bạn ấy nhận được. Không phải chỉ là giá trị tiền thưởng mà còn đó là tình cảm từ các vị giám khảo, tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho tất cả các thí sinh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Thanh Duy, cảm ơn Mỹ Tâm, cảm ơn Quang Dũng và cảm ơn tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Phiên bản hoàn hảo sẽ tiếp tục đến với mọi người vào lúc 21:30 tối thứ tư trên HTV7. Xin chào tạm biệt. Khách mời đặc biệt hôm nay, Isaac. Giờ sóng êm biển lặng chưa? Em sâu cái này nó có đau không? Có, nó hơi thuần thuần tí chị. Đó là cá tính. Không lạ, không lạ. Mình hãy cứ sống thế đi. Anh Dũng hip hop rap jazz blue jazz Isaac, em đoán đi Isaac. Pop acapella đó.